Hi hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin bổ ích nhất, mới nhất nhá, cùng bắt đầu thôi. Rồi, và thông tin đầu tiên nào đó chính là Apple vừa mới chính thức công bố sự kiện Unleashed vào ngày 18 tháng 10. Unleashed thì có thể hiểu ra, dịch ra những tiếng Việt một cách dễ hiểu hơn, đó chính là giải phóng. Ở đây thì có thể là giải phóng một sự một sức mạnh to lớn gì đó. Thì cái sức mạnh to lớn này chắc chắn đó chính là về con chip Apple M2 mới nhất của Apple, hoặc là con chip M1X nhá. Và con chip này thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có một cái chiếc máy tính, một chiếc laptop hoàn toàn mới, đó chính là MacBook Pro, phiên bản mà phải gọi là tràn màn hình. Mình sẽ để một số hình ảnh ở đây để các bạn có thể theo dõi, cũng như là hình tượng được cái chiếc máy của chúng ta trông nó sẽ như thế nào nhá. Và nói thêm về chi tiết sự kiện nào, thì ở đây ông Gray ông có nói rằng cái sự kiện Apple Event sắp tới đây thì sẽ diễn ra trong khoảng 6 ngày nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ là vào ngày thứ hai ngày 18 tháng 10 theo giờ của bên nước Mỹ nhá, thì có thể là bên Việt Nam mình sẽ là vào rạng sáng thứ ba. Như thường lệ thì đây là lời mời và trực tiếp, tuy nhiên thì lời mời này khá là mơ hồ nha các bạn, tức là nó chỉ có một cái hình Apple trái táo, sau đó là có những cái tia sáng từ cái trái táo đó phát ra thôi. Ở đây thì mình nghĩ đó chính là về mặt con chip đó, con chip lần này rất bùng nổ đó. Và có một cái sự thật khá là hay, đó chính là 2 năm trước thì Apple có công bố với những cái nhà báo, với những cái leaker rằng là họ sẽ làm ra một cái con chip trên máy tính nhá, mà chip ARM thậm chí còn mạnh hơn những con chip hiện tại, như là những cái con chip Intel chẳng hạn, hoặc AMD. Và rồi thì 2 năm sau người ta đã nhận thấy được rằng cái tiềm năng to lớn của con chip M1. Và nhờ cái con chip Mac M1 này thì Apple cũng đã ra mắt hàng loạt những cái sự sản phẩm xung quanh cái con chip này rồi. Chúng ta có Mac Mini với một cái hiệu năng phải gọi là rất ổn định cũng như là hiệu quả. Tuy nhiên thì những cái con chip như này vẫn chưa được mang lên Mac Pro nha các bạn. Những cái thùng máy to mà để chuyên biệt cho những cái tác vụ khủng khiếp hơn, ví dụ như là phân tích dữ liệu chẳng hạn. Thì mình cảm thấy được rằng trong cái sự kiện lần này, Apple họ sẽ mang những cái sản phẩm mới đó trên một cái con chip M2 hoặc là M1X mới nhất nhá. Và khi mà chúng ta vừa mới có sự kiện lần trước ấy, Apple vừa mới ra mắt một cái iPad mà chạy được mini LED, tức là những cái màn hình mà có mini LED đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái màn hình của nó khá là đẹp, cũng như là độ tương phản rất là cao. Thì lần này Apple cũng sẽ mang cái dòng màn hình đó, mini LED đó, lên cái dòng MacBook Pro này. Và đây chính là hình ảnh sơ qua về MacBook Pro mà có những cái bạn fan bạn đã render lại cho chúng ta có thể có cái nhìn rõ hơn. Thì cái viền màn hình của chúng ta các bạn thấy này, viền nó rất là mỏng luôn. Và khi mà mình nhìn những cái mẫu máy như này thì mình lại liên tưởng ngay đến những cái chiếc Surface Pro rất là tuyệt vời đến từ Microsoft. Và chúng thì có hai kích thước nha các bạn, đó là kích thước 14 inch cũng như là 16 inch. Và hàng loạt những cái thông tin khác như là Apple họ đã loại bỏ cái chất ba rồi này, cũng như là trang bị lại cái cổng MagSafe. MagSafe giờ đây sẽ thông minh cũng như là nhỏ gọn hơn. Chúng ta sẽ cảm thấy được rằng là MagSafe nó sẽ rất là an toàn cho chiếc máy tính của chúng ta. Khi mà cắm tai xì ấy, thì một là khi mà các bạn nhỡ mà đụng dây này thì nó sẽ gây gãy cổng sạc hoặc là bị rớt cái máy tính của chúng ta, và làm như thế thì rất là tốn kém. Rồi, và sản phẩm của Apple thì MacBook Pro chúng ta cũng không phải là ai cũng mua được, đúng không nào? Tuy nhiên thì có một cái sản phẩm khác mà các bạn sẽ để ý quan tâm nhiều hơn, đó chính là AirPods 3, một cái thế hệ AirPods mới của Apple. Khi mà AirPods 2 thì nó quá lâu rồi, và khi mà chúng ta đeo đã quá nhàm chán rồi, thậm chí là những cái dòng AirPods fake hiện tại tràn lan trên thị trường luôn. Chúng ta với mức giá khoảng đâu đó 700 đến khoảng 1 triệu là chúng ta đã có những cái chiếc AirPods fake mà nghe không khác gì so với AirPods real rồi. Nó chỉ là khác một xíu về cái chất âm thôi. Nếu các bạn nào mà không nghe quá là nhiều thì các bạn sẽ không nhận ra đâu. Rồi, và AirPods Pro thì sao? AirPods Pro thì có những người mà họ không thích đeo những cái tai nghe có cái núm cao su bên trong, và khi mà đeo vào thì lại cảm giác hơi bị bí bách. Thì Apple họ đã ra mắt một cái dòng sản phẩm mới là AirPods 3. Và khoảng tháng 2 năm nay thì vậy, thì Apple họ đã ra mắt hàng loạt những hình ảnh rồi, nhưng mà họ vẫn chưa công bố đâu nhá. Thì lần này mình mong rằng với cái sự kiện mà Apple ra mắt cái chiếc MacBook Pro này, họ cũng sẽ ra mắt luôn cái chiếc AirPods 3 này. Và đây là một số hình ảnh mà mình sẽ cho các bạn xem qua nhá. Và hình ảnh của chiếc AirPods 3 này thì các bạn có thể thấy được rằng chúng ta đã không có cái núm cao su rồi. Như vậy thì những bạn nào mà chúng ta muốn có một cái chất âm nó vừa hay này, tuy nhiên thì cũng không bị bí bách quá, thì cái sản phẩm này chính thức là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời cho các bạn luôn. Rồi, và trên đây là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về những thông tin mới nhất về Apple, cũng như những sản phẩm sắp tới mà Apple ra mắt. Còn các bạn có mong chờ vào ngày thứ hai tuần sau hay không thì đừng quên comment ở phần phía dưới nhá. Hôm đó thì mình sẽ cố gắng ở lại thức khuya với anh em để có thể tìm hiểu được những sản phẩm mới nhất của Apple. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.
We'll be right back.